của chúng ta. Ban tin trong ngày, xin lỗi vì ngày hôm nay chúng ta đưa hơi muộn so với bình thường chút xíu. Tuy nhiên ngày hôm nay cũng có số bản tin cần thiết tôi phải biết thưa quý vị. Bởi vì cùng theo dõi chúng tôi. Tin đầu tiên á, là sau cái vụ ông Trump bị bắn lần thứ hai trong vòng của một vài tháng thôi, với mức độ đó như vậy, lần nhất tại chúng ta biết tại Philadelphia cách đây một vài tuần, 7 tháng tuần gì đó, và chuyện đó chưa xong á, điều tra còn tiếp tục điều tra thì chuyện bắn súng nổ súng, chuyện mà ám sát lần thứ hai đã diễn ra, và lần này thì tại Florida quê nhà của ông Donald Trump. Tình trạng như vậy thì người ta đặt vấn đề tại sao có tình trạng như thế này và cái nguyên nhân từ đâu mà ra và cách giải quyết vấn nạn này sẽ như thế nào. Đây là một bài viết mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần nên biết. Trong cái thời gian 8 năm vừa qua có một hiện tượng đáng chú ý mà người Mỹ gọi hiện tượng là anti-Trump rhetoric, là ngôn từ chống phá Trump, đòi hạ sát Trump, đã đảo Trump, chống đối Trump diễn ra tương đối khá mạnh tại nước Mỹ. Trong đó có thành phần cuồng chống Trump, thành phần cộng hòa chống Trump, thành phần dân chủ chống Trump cũng diễn ra quyết liệt. Và nó biếu ấp, nó cứ tăng tốc đi vào trong đầu người ta là triệt hạ ông Trump. Một số ngôn ngữ dùng chữ triệt hạ cũng đúng luôn. Và hậu quả xảy ra như ta biết trong 2 tháng vừa qua là gì? Là 2 lần Trump bị ám sát. Có một số người cho rằng ông Trump ám sát là kịch bản, là đạo diễn. Chúng ta không có chứng cứ. Chúng tôi không dám nói điều đó ra. Chúng ta có nghe, nhưng tôi không dám tin và không chứng cứ. Vào cái cuộc mưu sát vào ngày Chủ nhật lại tiếp tục thổi lên làn sóng mạnh mẽ hơn. Và vậy sau lần này còn lần nào nữa không? Và trong những nhiều người ta đặt nhiều vấn đề thì đặt vấn đề ra vậy thì ngôn ngữ tranh cử, ngôn ngữ chính trị mà chống phá ông Trump đó, có đi quá đà chưa? Hay chưa quá đà? Thì như vậy thì nó có quá mức chưa hay chưa quá mức? Và các nhà chính trị gia nước Mỹ nếu cho rằng mình quá đà, gây ra bạo động và cổ vũ bạo động, dẫn đến bạo động, thì liệu chúng ta có cần thiết phải hạ nhiệt nữa không? Và nếu muốn hạ nhiệt một cách nào? Đó là những vấn đề báo chí Mỹ ngày hôm nay đề cập đến. Chúng tôi xin mời đến quý vị nghe một vài ý kiến tôi. Cho đến giờ này thì cái động cơ của vụ ám sát ông Trump lần thứ hai tại một sân golf của ông ta tại Florida, cái động cơ nó chưa rõ ràng. Chưa ai biết được cái động cơ của cái người nghi can đó, người kẻ sát thủ của ngày Chủ nhật là động cơ gì. Thì chúng ta hãy chờ FBI điều tra và công bố cho chúng ta biết, từ từ biết sau. Và các chuyên viên á, các nhà nghiên cứu á, thì quan tâm, và vì cái đường mà cái sự mà nối kết một direct link, một cái đường nối kết trực tiếp giữa cái việc mà ngôn ngữ vận động tranh cử, chống bán nhau trong cuộc tranh cử, chống bán nhau trong hoạt động chính trị và những hành động ám sát đã diễn ra. Họ không muốn, một số chuyên viên không muốn có cái đường link này, một đường link trực tiếp là những sự chống bán, phỉ bán, mạ lị, tấn công, đòi tiêu diệt trên cái diễn đàn chính trị. Nó là dẫn đến trực tiếp, direct link, dẫn một trực tiếp ngay đến cái việc nổ súng trên các trường bắn, trên các hiện trường. Và chúng ta biết rằng thì một cái nhà mà nghiên cứu
họ nghiên cứu trong các văn phong chính trị của các nhà chính trị của Mỹ dùng chữ loại trừ, tống xuất, kết thúc ông Trump với tần số khá mạnh trong thời gian vừa qua. Nó rất mạnh, nó khoảng 31 câu được trích ra như vậy, 31 câu được trích ra như vậy, cho thấy rằng cái ngôn ngữ của báo chí, ngôn ngữ truyền thông đó, nó có mang tính chất bạo động trong đó. Đó là cái điều mà người ta nói tới. Thì tại sao không nói những chữ là dùng ngôn ngữ đó gì? Ông Trump là một tên độc tài, a dictator. Ông Trump là người threat to democracy, đe dọa đến nền dân chủ, một người đe dọa đến nền dân chủ, một nhà độc tài và một người theo Đức Quốc xã. Thì những ngôn ngữ như vậy nó khiến cho một số người cảm thấy bị kích thích là phải trừ khử, diệt trừ ông Trump. Thì như vậy, theo một số nhà nghiên cứu thì cho rằng đó là nguyên nhân. Và những cái accountability là gì? Người Mỹ nói người ta truy tìm accountability là tính trách nhiệm, tính liên đới của những ngôn ngữ như vậy với những hành động ám sát ông Trump trong hai kỳ ám sát ông Trump vừa qua có mối quan hệ đến mức nào, và cái điều đó có liên quan đến đảng Dân Chủ đến mức nào, và có điều đó liên quan đến ông Biden đến mức nào, và điều đó liên quan đến bà Kamala Harris đến mức nào. Thì đó là một số cái đề tài báo chí hôm nay bàn bạc tới. Ông suốt 8 năm vừa qua, ông Donald J. Trump thường được so sánh là một tên Đức Quốc xã, là một ông Hitler, là một nhà phát xít, là một nhà kỳ thị chủng tộc, là một nhà kỳ thị giới tính. Người ta trong tiếng Mỹ nó có chữ ism là chủ nghĩa, rằng chủ nghĩa là Buddhism, hay là cái chữ ism đằng sau nói về chủ nghĩa. Thì như vậy ông Trump được xem là nhiều cái ism đằng sau lắm, racism thì rất nhiều lắm. Thì đó là theo ý kiến của dân biểu Pat Fallon của Đảng Cộng Hòa tại liên bang Texas đã nói trên đài Fox trong thời gian vừa qua. Ông cho rằng nước Mỹ tràn ngập trong 8 năm qua, tràn ngập những ngôn ngữ và kết thúc bằng những từ như vậy. Là Hitler, ông Trump là Hitler, ông Trump là phát xít Đức, ông Trump là người kỳ thị chủng tộc, vân 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 vân. Và ông Pat Fallon, dân biểu Cộng hòa của tâm Texas, ông đặt vấn đề này phát như vậy. Cái điều đó nó có quan hệ tới, nó có quan hệ tới cái tình trạng ông Trump bị ám sát 2 lần trong thời gian vừa qua hay không? Và người ta đặt vấn đề nếu sau 2 lần này có thể có bất cứ lần nào nữa không, hay có nhiều lần nữa không? Không ai trả lời được câu hỏi này. Và cái nhân vật mà dân biểu Pat Fallon nói Đài Fox đó, cái nói một câu cũng rất có lý. Chúng ta sẽ có những cuộc tranh luận nảy lửa về các ý tưởng, nhưng bạn biết đó, tấn công bằng ý tưởng chứ không phải tấn công bằng con người, bằng súng đạn. Thì cái đó là cái điều người ta nói, tấn công bằng lý ý tưởng, bằng khác biệt quan điểm chứ không phải tấn công bằng súng đạn. Đó là vấn đề. Thì cái chuyện đó, vậy thì cái người mà bắn Trump, nhân vật thứ hai trong cuối tuần vừa qua bắn Trump là nhân vật tên gì? Chúng ta đã nói rồi, tôi và anh Bùi nói rồi, ta nhắc lại chút xíu. Nhân vật tên là Ryan Wesley Root, 58 tuổi. Ông ta bị kết án vào ngày thứ hai vì đã mang theo 2 khẩu súng để thực hiện tội ác. Và ông ta tìm cách đột nhập vào cái
Sông Đinh Gốc, West Palm Beach và có tiếng súng nổ ở đây. Mật vụ đã nổ súng và bắt giữ ông ta. Thì đó, chúng ta thấy rằng như vậy, nước Mỹ những trường hợp như vậy thì nó nhan nhản, thưa vị, nó nhan nhản. Cái tình trạng hiện song song với tình trạng nổ súng như vậy thì nước Mỹ cũng lại đặt một lần nữa đặt ra là liệu chúng ta có nên quản trị súng một cách chặt chẽ hay không, cái tua nắng số 2 như thế nào, có nên cải tiến nó không, và tua nắng số 2 có còn phù hợp với xã hội hiện đại không. Thì đó là những vấn đề. Tua nắng số 2 là quyền được mang súng đó, quyền được giữ súng trong nhà đó. Thì lần thứ nhất, chúng ta biết rằng cuộc nổ súng tại Butler, Pennsylvania, mà cái viên đạn đã đi xước vào cái tai của ông Donald Trump. Và thưa vị, chúng ta nhìn thấy máu đổ trên người ông ta, gục ngã xuống. Ông ta hiên ngang đứng dậy, giơ tay lên, một cái rất kiên cường. Thì chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp. Và cái người mà bắn súng tại Pennsylvania, Butler, Pennsylvania đã bị chết, vì bị bắn chết. Thì như vậy chúng ta thấy là tình trạng hai tháng vừa qua, tình trạng bạo động tại Mỹ, họ tấn công bắn vào ông ứng viên tổng thống, khiến ta gợi nhớ lại cái điều gì, thưa vị. Vào trước đây khoảng trên nửa thế kỷ, vào thập niên 1960, thời kỳ đất nước Mỹ, các nhà chính trị gia cũng đứng trước những vụ ám sát thành công, nhiều vụ ám sát thành công, trong đó cái vụ ám sát nổi tiếng nhất là ám sát ông tổng thống của Hoa Kỳ, tổng thống đẹp trai John F. Kennedy, và ông ta bị bắn chết, thưa vị. Thì đó là một cái trường hợp được xem là, và mấy ngày vừa qua, mấy tháng vừa qua, tuy ông Trump chưa bị bắn chết như ông Kennedy trước đây, nhưng mà bởi vì ông ta bị bắn tới 2 lần, nó gợi nhớ là phải chăng nước Mỹ đang trở lại thời kỳ của những năm 1960, nơi đó nhiều vụ ám sát chính trị rất là rùng rợn. Và câu đề rất là hay nè: thật là ông, câu này của Murphy, ông nói, tác giả là Murphy nói về vấn đề bạo động nhắm vào ông Trump. Ông Murphy nói như thế này: tôi vừa nghĩ đến là thật là khó thể nào vẽ ra một cái lằn ranh phân biệt nguyên nhân và hậu quả, cause and effect relationship, mối quan hệ nhân quả, nguyên nhân hậu quả giữa những cái lời nói về chính trị và những hành động ám sát, có cái mối quan hệ nào không? Bạn tôi đang ngồi nghe ông Chu Nam nói, bạn tôi ở khắp bốn phương trời, từ Hoa Kỳ, California, miền Trung, miền Đông, và cho đến châu Âu, và cho đến Á Châu, cho đến Úc Châu. Bạn nghĩ rằng nếu bạn là người có trách nhiệm trong cái sự kiện ám sát một vị tổng thống, chứ không biết khó là bằng ám sát ông Trump, thì trong trường hợp mà hai vụ ám sát liên tiếp xảy ra trong 2 tháng tại Hoa Kỳ như vậy này, ám sát ứng viên tranh cử cho tổng thống, thì quý vị nghĩ rằng nguyên nhân của nó là đâu? Chúng ta thấy cái hậu quả, thấy kết quả, chúng ta không thấy nguyên nhân. Vậy nguyên nhân nó ở đâu? Thì chúng ta vừa nghe một vài nói một vài nguyên nhân của nhân vật tên là Murphy đã nói vấn đề này. Thì theo ý bạn, những điều nguyên nhân chi phối đến cái hành động sát nhân này đến từ đâu, đặc biệt là nguyên nhân với ông Trump có gì khác với những nguyên nhân khác không? Và chúng ta thấy á, nước Mỹ đang càng ngày càng lún sâu vào hơn
cái vấn đề bạo động chính trị, tàn sát chính trị. Phía ông Trump và các cố vấn của ông Trump nhanh chóng chỉ tay, điểm mặt, nói rõ ai, tại sao có tình trạng này. Họ không ngại đưa nhân vật Kamala Harris và Đảng Dân Chủ là những người đã theo họ, đã khích lệ sự đe dọa chống lại ông Trump. Tôi cho rằng cái này nó mang chất đảng phái quá. Họ phía bên những người Cộng hòa ngay lập tức họ cho rằng bà Kamala Harris có trách nhiệm và đảng chủ có trách nhiệm, thì cái này có vẻ hơi đảng phái quá. Thì có thể một số người trong chúng ta không chấp nhận được cái giải thích này. Tuy nhiên đó là điều tôi đọc lại từ trên báo chí của Hoa Kỳ để nguyên văn cho quý vị nghe. Và trên mạng xã hội của mình và trong các bài nói chuyện của mình, ông Trump đã liên quan đến, liên hệ tới một cách rõ ràng là những lời nói kích động của những nhà mà đối thủ chính trị của ông ta. Ông ta dùng chữ political opponents, là đối thủ chính trị. Ông không nói một tên nào, đó là ông Biden hay bà Kamala Harris, nhưng là những đối thủ chính trị của ông ta, những lời nói kích thích bạo lực, cái thứ tàn sát, cái thứ bắn giết bạo động đó, đã đe dọa đến cái nền dân chủ, chứ không phải ông Trump là người đe dọa nền dân chủ. Như vậy chúng ta thấy rằng một số người chống Trump thì cho ông Trump đe dọa nền dân chủ, và cái biện luận của ông Trump là bà ông nói bóng gió là bà Kamala Harris và ông đảng chủ là những người đe dọa tới cái nền dân chủ. Vậy thì quý vị nghĩ gì về vấn đề này? Nam thì muốn trung lập và muốn nghe ý kiến từ quý vị. Và một số người cũng cho rằng cái những vụ kiện tụng khác nhau mà ông Trump đang đương đầu tại các tòa án liên bang, tiểu bang cũng là cái cơ sở, cũng là nguyên nhân nó thổi dầu, đổ dầu vô lửa để gây bạo lực về những cơn mà violence, những cơn bạo động, bạo lực và bạo động chống lại ông ta. Thì chúng tôi cũng không biết là cái này nó đúng đến mức độ nào. Ngày cái ban vận động tranh cử của ông Trump vào hôm nay thứ hai đã đưa ra một cái danh sách, tung ra một danh sách của ba tá, cái trường hợp ba tá tức là khoảng trên 30 trường hợp như nãy tôi vừa nói đó. Mà qua những trường hợp đó họ quy kết Biden và Harris và những người dân chủ khác đã kết tội ông ta là gì? Kết tội ông Trump là gì? Làm sự đe dọa, cần phải được chấm dứt, cần bị loại trừ và cần phải bị đánh bại. Ông Trump đưa ra, phe ông Trump đưa ra là trên ba tá trường hợp, là trên ba mươi mấy trường hợp. Họ trích dẫn những bài diễn văn của bà Kamala Harris, của ông Biden, của đảng Dân Chủ, thì họ cho quy kết rằng, họ quy kết rằng dưới một label là gì? Đó là những đe dọa, kích động, bạo lực, và cho rằng những bài cho rằng họ nói ông Trump là bạo lực, là đe dọa, cần phải được dừng lại, cần được chấm dứt, cần được loại trừ, cần được đánh bại. Thì đó là một nguyên nhân mà ông Trump cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến bạo lực. Nhiều những lời nhận định này đề cập đến ông Trump như đe dọa đối với dân chủ, đối với tự do căn bản, như là phá thai, như là một số vài vấn đề khác, và họ cho rằng cái điều đó dẫn đến bạo lực. Việc quan điểm phá thai cũng dẫn đến bạo lực. Ông Dan Scavino
một phụ tá cao cấp quân Trump trong chiến dịch tranh cử quân Trump đã viết trên mạng xã hội của ông ta như thế này: bà Harris là người chữ tục quá tôi dám nói thưa quý vị, bà thì đầy những phân thưa quý vị, chúng ta tạm dịch từ khá chứ, bà Harris đầy người người còn đầy phân, về khi bà nói rằng bà rất là vui mừng khi thấy ông Trump được bình an. Thì ông Dan Scavino là phụ tá của ông Trump nhắm thẳng vào và chửi mà vào thẳng vào mặt và cảm đi dùng ngôn ngữ rất kinh hoàng. Rồi ông ta viết chi tiết, ông Scavino viết chi tiết và chính những cái lời mà ngôn ngữ như vậy đó, "It's your rhetoric that has caused this", là chính cái ngôn ngữ như vậy đã gây ra tình trạng mà ông Trump bị bắn lần thứ hai. Thì chúng ta thấy hai bên đổ nhau rất là kinh hoàng. Và có liệu đảng Dân Chủ có đáng bị khiển trách trong trường hợp này không? Thì chúng tôi đang chờ xem có một số ý kiến của các nhà bình luận khách quan hơn, chứ không phải phe đảng Cộng Hòa nói. Không phải ông Trump nói, phải đảng Hòa nói. Mà thật coi thử các nhà bình luận chính trị của Mỹ họ nói cái gì. Có lẽ nếu ngày mai có thêm bài vở thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những câu phát biểu của các nhà bình luận chính trị khác. Và các nhà dân chủ và các nhà Cộng Hòa cũng đã phản ứng lại với cái sự kiện ám sát Donald Trump xảy ra vào ngày Chủ nhật vừa qua. Một phản ứng đó là cảm ơn cái lực lượng của an ninh và đã bảo vệ ông Trump và bảo vệ một chính trị gia của Hoa Kỳ nói chung, trong Trump là cá biệt, và họ lên án cái bạo động chính trị đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Trong một cái bài tuyên bố, bà đương kim phó tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris, đồng thời bà cũng đang là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, phát biểu bà rất là tiếc, deeply disturbed, là rất khó chịu vào cái sự kiện ám sát ông Donald Trump vào Chủ nhật vừa qua. Thì trong đợt này thì tôi thấy bà Kamala Harris bà đối phó cái tình huống rất là giỏi. Thì bà nói về cái vụ đó ông Trump bị ám sát á, bà nói bà bị rất deeply disturbed, là bà rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu bởi cái sự kiện diễn ra, ám sát diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa qua. Và bà nói tiếp, khi mà tôi gom lại những sự kiện lại để mình suy nghĩ thì I will be clear, tôi thấy rất là rõ ràng rằng I condemn political violence, là tôi thấy một điều cực kỳ rõ ràng là tôi phải lên án bạo lực chính trị, bạo động chính trị. Đó là bà câu nói của bà nói, và thêm câu này cho nó vui. Chúng bà nói thêm tiếp câu, chúng tôi tất cả đều phải hành động về cái phạm vi bổn phận nhiệm vụ quyền hạn của mình để bảo đảm rằng những cái loại mà tai nạn như thế này, những loại ám sát như thế này không dẫn nhiều tội ác thêm cho nước Mỹ trong tương lai. Thì bà Kamala nói rất là chắc tay. Trong lúc đó thì lập luận chính yếu của ông Biden vẫn là chống lại ông Trump, cho rằng ông Trump vẫn là một đe dọa, mối đe dọa cho nền dân chủ. Có một câu và Kamala cũng nói đến, cũng liên quan đến có thể kích động đến cái cuộc bạo lực này, là bà Kamala nói câu bị dán nhãn như này nè. Bà nói rằng, với tổng quát hơn, là chúng ta cần lật sang một trang sử mới
và kết thúc, bỏ lại phía sau một giai đoạn của sự chia rẽ, cho rằng như vậy ông Trump là một era of divisiveness, là một giai đoạn, một thời kỳ của chia rẽ. Chúng ta phải cần lật cái trang sử nó qua một bên, lật qua trang nó không lật lại, có nghĩa là không nên quay trở lại thời kỳ của ông Trump làm tổng thống nữa. Và theo ông Murphy, cái nụ cười hô hố của bà Kamala Harris cũng là một chiến lược để làm cho đối thủ mình nhỏ mọn trở lại, nhỏ nhắn hơn trở lại và bé bé bỏng trở lại. Đó là ông Murphy là ai? Là ông là giáo sư của trường đại học Illinois. Ông nói như thế này nè: dùng trào phúng, chọc cười để tạo cho đối thủ mình trở thành nhỏ nhỏ nhen, nhỏ nhắn, đó là một điều không hay. Thì chúng ta thấy mỗi lần bà Cambridge bà mỉa mai ông Trump, bà nói dịu, bà chọc quê rồi bà cười hô hố như vậy, thì trong cái nhìn của ông Murphy, giáo sư của trường đại học Illinois, ông cho rằng cái điều đó, cái cách mà humor như vậy, trào phúng như vậy thì không phải là cách đó là tôn trọng ông Donald Trump. Thì trong lúc mà bây giờ người ta thấy nước Mỹ đang đâu, trong tình trạng gì, đang giải phẫu cái tình trạng bạo động chính trị từ đâu ra, và đặc biệt họ giải phẫu trực tiếp hơn với bạo động chính trị nói chung quá là những vụ ám sát của ông Trump, do nguyên nhân nào? Do đảng chính trị đối lập, do cạnh tranh của cái cuộc đối trị của tổng thống hiện nay, hay còn gì nữa khác? Thì cái đó là chúng ta sẽ tiếp tục, nếu có tin tức đề cập vấn đề này tiếp, chúng ta sẽ giải phẫu với nước Mỹ, là nước mà chúng ta đang sống. Thưa quý vị, mình đã muốn biết nhiều hơn nước này. Và một bài thứ hai cũng rất là hay mà chúng ta muốn gọi đến quý vị ngay ngày hôm nay. Cái tựa đề của bài thứ hai cũng rất là dễ thương, là liệu bà Kamala Harris có thể nào đánh hạ được ông Donald Trump hay không? Theo bạn như thế nào? Nếu quý vị là tác giả bài viết này thì bạn biết cái gì? Chắc là bạn đọc nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay vui lắm thưa quý vị. Mấy ngày hôm nay thì Nguyễn Xuân Nam nghe điện thoại khá nhiều từ độc giả và thính giả của mình. Một ngày tôi dành rất là nhiều thời gian để trả lời những cú điện thoại và gọi về cho chúng tôi, tâm sự, phê bình, ca ngợi, góp ý, đủ thứ, rất là vui. Và tôi thì biết ơn tất cả quý vị. Bởi vì sao? Chỉ có những cú mà phê bình mới là ông thầy tuyệt vời nhất của chúng ta. Mặc dù phê bình có thể làm cho mình không có vui, ai cũng biết được khen, tâm lý nhân loại là như vậy. Nhưng mà thực sự cái phê bình của người khác đối với mình làm mình trưởng thành hơn. Ngày xưa đó, tôi hay kể quý vị nghe những chuyện mà thần thoại Hy Lạp. Ngày xưa Hy Lạp không có kính, không có gương, những cái nàng mà nữ hoàng nhan sắc đâu bao giờ được ngắm cái chân dung của mình đâu. Họ ngắm chân dung mình đâu thưa quý vị? Họ ra những bờ hồ, bờ sông, ao nước. Khi mặt hồ, mặt ao, mặt nước nó yên tĩnh, nó bình lặng, và cô ta để cái mặt của mình soi lên hồ nước và ngắm cái chân dung mình từ cái mặt hồ nước, giống là cái gương, là mặt hồ là cái gương mà mình ngắm chân dung mình. Tôi khi tôi đọc đó tôi hơi cảm thấy thú vị, bởi tôi trẻ tôi cũng như vậy, lớn lên tại miền Trung nghèo nàn, thế chúng tôi thường thường hay đánh đáo đánh bi, và nhiều lúc ra rửa mặt ở bờ hồ, bờ suối, bờ ao, và nhiều lúc ngắm chân dung mình ra hoài. Cho nên khi tôi đọc cái câu chuyện thần thoại là tôi nhớ lại tuổi thơ của mình là như vậy. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái ý nghĩa này, ta đặt vấn đề liệu bà Kamala Harris có đánh bại được Trump không. Chúng tôi nói gian dở này, cái lời mà khen á, nó làm mình hạnh phúc, làm mình nghe êm tai hạnh phúc, nhưng mà giúp mình trưởng thành,
giúp mình có kinh nghiệm, giúp mình từng trải hơn thì phải là như những lời phê bình. Cho nên đến lúc nào đó chúng ta nhận cái lời khen, chúng ta biết giống như uống một ly sinh tố mát mẻ vào người thoải mái, nhưng mà cũng có khi chúng ta nhận cái lời phê bình nó giống như uống viên thuốc trị bệnh vậy, ta làm cho ta hết bệnh và khỏe mạnh ra. Chúng ta không nên bỏ viên nào thứ việc kể cả lời khen và lời chê, lời ca ngợi và lời khen. Thì nếu chúng ta cảm thấy hai cái điều đó đều bổ trong cơ thể chúng ta, do vậy khi mà tôi nói như vậy với một số quý độc giả, mấy vị rất là vui, nói có lẽ chúng ta bàn bạc với tinh thần như vậy nó thú vị. Hỏi năm có buồn có giận có vui không? Tôi vui có, buồn có, giận có, đủ có, nhưng mà tôi muốn nghe cái lời phê nhiều hơn là lời khen. Bởi làm việc thì cái cuối cùng mình là phục vụ, mình không muốn để cái dở cái không hay nó tiếp tục, cho nên cái lời phê đó rất quan trọng để mình có thể sửa chữa được. Quý vị có thể gọi Nam nếu cần thiết để chúng ta nói chuyện nhau về vấn đề này thêm. Bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ gần đếm một ngón tay quý vị là gần, tôi hồi nhỏ lớn lên ở nhà quê không có máy tính, tôi lớn lên từ làng quê mà không có máy tính, cho nên máy tính là gì thưa quý vị? Tôi lớn lên tôi ông bố tôi cho tôi cái bàn tính, quý vị nhớ cái bàn tính không? Tôi tính rất là hay, nó là một computer đặc biệt cổ đại của Đông Phương, và tôi làm cộng trừ nhân chia từ cái bàn tính đó rất là giỏi. Và khi mà không có bàn tính thì mình cộng trừ nhân chia là bằng gì quý vị biết không? Bằng mấy mắt tay của mình. Trên mắt tay mình có bốn cái mắt, ba mắt, bốn mắt, thì đó là cái bàn tính của tôi. Tôi tính rất lẹ. Thì chúng ta tính cái thử này, còn 50, không tới 50 ngày nữa thì bắt đầu rơi vào những mắt tay của mình rồi. Hai cái bàn tay của mình có được mấy mấy chục mắt tay, thì chúng ta sắp tới nó rơi vào thời gian nó cận kề đến mức giống rơi vào mắt tay của mình. Ta tính nay mai đến bây giờ thưa quý vị, bây giờ ta mới đây 100 ngày rồi, 90 ngày rồi, 80 ngày, 70 ngày, 60 ngày, bây giờ dưới 50 ngày. Tới ngày 5 tháng 11 thì chúng ta đi bầu rồi. Và cuộc đối đầu hiện nay đó là cuộc đối đầu tức là head to head, chạm trán Vân Trâm, để coi thứ ai là người chủ tòa bạch ốc trong thời gian sắp tới. Thì nó cũng rất là khó khăn, đoán bây giờ rất là khó. Một số người lạc quan thì cho bằng Kamala dễ thắng Trump lắm, nhưng mà cũng chưa hẳn như vậy thưa vị, cũng còn những khúc xương mà bà Kamala Harris cũng rất là khó nuốt. Và chúng ta thấy có người lại đưa vào chi tiết là cái vụ ám sát ông Trump tại cái sân golf trong ngày chủ nhật vừa qua có phải là một đòn vào lòng chính trị không? Có một số lý thuyết âm mưu cho rằng ông Trump đã đóng kịch trong một cái vụ mà ám sát như vậy để gây thương hại và lấy được thêm sự ủng hộ. Tại chúng ta biết tại Philadelphia khi mà lần thứ nhất ông bị ám sát bắn chạy vào tay thì số người ủng hộ ta rất là mạnh, số người vọt cái ao nó dữ này, và có một số người trước đây chần chờ không ủng hộ ông Trump thì bây giờ phải quay mặt ra ủng hộ ông Trump, đặc biệt là những gương mặt rất là lớn, là trong đó có ứng cử viên đối thủ của ông ta trong cuộc tranh chức ở vòng sơ bộ. Thì chúng ta thấy rằng và Nikki Haley, chúng ta thấy rằng là vậy có người cho rằng cái việc mà ông Trump bị ám sát đó là một động tác giả để gây sự mà thương hại, để gây sự ủng hộ. Chúng ta miễn bàn, chúng ta đọc tin thấy vậy nói cho Bùi nghe miễn bàn, đủ đúng sai. Và cái giai đoạn 50 ngày tới, chưa tới 50 ngày tới, bây giờ đang dưới 50 ngày tới ngày chung kết, ngày mà bầu 5 tháng 11 rồi, thì đó là giai đoạn cực kỳ căng thẳng, giai đoạn kết cuộc, giai đoạn chung kết.
nó final stretch và rất là căng thẳng, intense, rất là căng thẳng của cuộc ban vận động tranh cử của hai bên. Nhưng mà ai thắng thì không ai dám nói là ai thắng. Tuy bà Kamala Harris có nhỉnh hơn trong một số phương diện, nhưng mà bảo đảm thắng chưa thì không ai dám tin chắc. Bán Mỹ nó có thành ngữ rất là thú vị này: the needle ready to swing either way. Cái kim đó, nó sẵn sàng, nó đông đưa cả hai bên, cả bên hữu và bên tả. Cái needle ready to swing either way. Cái cây kim nó đông đưa cả hai bên, nó sẽ đâm ông Trump lũng ruột và cũng có thể đâm bà Kamala Harris lũng ruột. Chúng ta không biết là kim đang quay phía bên nào. Theo các cuộc thăm dò hầu hết á, thì bà Kamala Harris đã thắng cái cuộc tranh luận vừa qua. Tuy nhiên cái hiện tượng lạ lắm, người ta chờ đợi bà thắng để cái số điểm ủng hộ bà ta tăng lên. Nhưng mà trước đó thì bà vẫn thắng ông Trump 4%. Và sau khi tranh luận xong, bà thắng một tranh luận, bà vẫn thắng ông Trump được 4%. Cái điểm nó gần như là bất động, nằm yên ở chỗ 4% và Kamala Harris hơn Trump. Ông Trump cũng chẳng lên gì. Ông không được cái mà được gọi là một sự mà thúc đẩy đi lên thực sự cũng có, hay là một sự xua sa sút trong hồ cũng có, nó lình bình như vậy. Tuy rằng ông Trump vẫn giữ được một số các cái sự tin tưởng công chúng về một số lĩnh vực, bà ta cho rằng ông ta nhỉnh hơn bà Kamala Harris, đặc biệt là trong vấn đề cuộc chiến của tranh giữa Hamas và Israel, thì người ta vẫn cho rằng bà Kamala Harris không thể giỏi bằng Trump để giải quyết cuộc chiến này, thì họ cũng tin vào Trump hơn. Thì bây giờ người ta bước ra một số mục nhỏ hơn đó, để đề cập đến. Thì vào cái cuộc tranh cử vào tháng 1 tới thì hai bên sẽ như thế nào? Bây giờ tôi mời vị nghe cái một số ý kiến của tạp chí chuyên về tranh cử Time 38. Chưa biết là Time 38 rất dễ nhớ, 538 là số gì thưa quý vị? Là số tổng số cử tri đoàn của 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Ai chiếm đa số trong tổng số cử tri đoàn là 270 phiếu thì người đó là tổng thống. Cho nên cái website mang tên 538 là gì? Một website chuyên về vấn đề tranh cử. Quý vị chỉ vào 538, đủ thứ phân tích, đủ thứ bình luận, đủ thứ thăm dò, rất là hay, một tạp chí rất có giá trị. Và không biết họ ai giới thiệu họ. 4 năm trước họ bay từ miền Đông sang miền Tây, một phóng viên đến gặp tôi để muốn phỏng vấn tôi về vấn đề tranh cử. Và khi tôi nghiên cứu về cái tạp chí Five Thứ ấy, và nó cảm thấy mình được có mặt và bình luận về tranh cử Hoa Kỳ trên một cái đài truyền hình lớn của Mỹ như vậy. Và lúc đó chúng ta đương nhiên phải nói bằng tiếng Mỹ, mà nói bằng tiếng Việt rồi. Tiếng Việt thì chỉ có người Việt mình hiểu thôi. Thì khi nó phỏng vấn thì phải nói tiếng Mỹ. Thì câu chuyện chúng tôi rất là thú vị. Và bây giờ đó là kỷ niệm đẹp. Năm nay không biết họ có qua không, còn 50 ngày nữa không biết họ có qua không. Và nếu mà họ có qua, chúng tôi sẽ mời quý vị xem. Nhưng mà tạp chí Five Thirty ấy không cần có nam, thì quý vị cũng có thể rằng xem đó là một cái website rất là giỏi và phong phú về vấn đề bầu cử, hay lắm thưa quý vị. Cho đến giờ này, trước ngày bầu cử 50 ngày, thì nếu qua các cuộc thăm dò nói chung, trung bình nói chung này hết á, thì bà Kamala Harris còn vượt hơn Trump khá xa, khoảng 4%. Tuy nhiên cái cuộc thăm dò mới nhất và vừa thăm dò từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, sau ngay cái cuộc tranh luận vào thứ ba vừa rồi mới cáo, vẫn cho thấy rằng bà Harris hơn Trump là 4%. Thì như vậy đó gì mới. Trước cuộc thăm dò cũng vậy, sau cuộc thăm dò cũng vậy, trước cuộc tranh luận cũng vậy,
sâu hơn trên lục cũng vậy. Và phải chăng họ đang đứng nhau chỗ này? Và cuộc thăm dò quốc gia của hãng truyền hình ABC News phối hợp với cái cơ quan thăm dò Ipsos thăm dò 2.772 người thì cho thấy rằng bà Harris được 51% của phiếu bầu cử tri và ông Trump được 47%, bà Kamala Harris cũng hơn 4%, không có gì mới sau cuộc thăm dò. Từ đây đến ngày bầu cử thì khoảng gần 50 ngày nữa thì không biết có thay đổi gì không, chúng tôi sẽ cập nhật cái quyền nghe thường xuyên. Và cho tới giờ này thì con số cách biệt vẫn không thay đổi, vẫn chết độ 4% mặc dù sau cuộc tranh luận cũng như trước cuộc tranh luận. Cả hai ứng cử viên nhận được khoảng 1% tăng lên từ cuộc tranh luận của mình, từ cái vấn đề tranh luận của mình, nhưng mà cũng không rõ ràng lắm, nó vẫn nằm trong cái số thôi như vậy. Thì bây giờ trong cái cuộc tranh luận đó thì theo đài ABC, TV ABC của Mỹ là gì? Ông Trump giỏi, tranh luận giỏi hơn, được yêu chuộng hơn trong các vấn đề về kinh tế, trong vấn đề về lạm phát và trong vấn đề mà di trú, di cư. Và bà Kamala thì giỏi hơn trong các lĩnh vực mà y tế, trong vực là bạo lực về súng ống và trong vấn đề phá thai, cũng như một số các vấn đề khác. Và đa số người Mỹ quan tâm chuyện gì? Quan tâm vấn đề kinh tế. Cho nên cái đó ông Trump phải lợi thế hơn, bởi ông có thể được người Mỹ tin là ông giỏi hơn và cam nói về kinh tế. Nhưng mà lại một quan tâm người Mỹ về kinh tế, nhưng mà không biết tại sao điểm Trump không không lên. Ra không, chờ xem. Kinh tế vẫn là đề tài quan trọng nhất, yếu tố quan trọng nhất cho rất nhiều cử tri, mà đặc biệt là với cử tri mà độc lập, nhà nghiên cứu và phân tích độc lập cũng cho biết như vậy. Và bây giờ ta nói chút về cái cuộc tranh luận nha. Cho đến bây giờ thì tất cả những cuộc thăm dò đều cho thấy rằng bà Kamala Harris đã thắng cuộc tranh luận trong cái nhìn của các cử tri người Mỹ. Một nửa các cử tri độc lập tin rằng bà Kamala Harris sẽ thắng ông Trump, thắng cuộc tranh luận này. Và cái điều đó đã được phản ánh trên cái tờ báo, trên bài thăm dò của của hãng thông tấn Reuters của Anh Quốc. Đây là một sự thay đổi 180 độ so với cuộc tranh luận tháng 6 vừa qua của ông Biden và ông Trump. Trong cuộc tranh luận tháng 6 vừa qua thì ông Trump thắng Biden tương khá nặng. Và bây giờ bà Kamala Harris thắng Trump cũng rất là nặng. Thì chúng ta chờ xem có cuộc tranh luận lần thứ ba không. Hiện nay thì như chúng ta nói với quý vị trong chương trình ngày hôm qua, Đại Pháp cũng muốn có một tổ chức cuộc tranh luận cho ông Trump và bà Kamala Harris vào những ngày sắp tới trước khi chúng ta đi bỏ phiếu vòng chung kết ngày 5 tháng 11. Thì không biết rằng có cuộc tranh luận nào không thì chúng ta chờ xem. Và hiện nay thì quý vị biết tình hình muốn đứng ở đâu, hai ứng cử viên đang đứng ở đâu. Cái cuộc thăm dò chớp nhoáng, người Mỹ nó kêu cuộc thăm dò chớp nhoáng là snap poll. Snap là rất là nhanh, snap poll. Thì sau khi và cuộc tranh luận thì CNN đưa ra cái snap poll thì kết quả như nào? Thì mọi người cảm thấy rằng bà Kamala vẫn dẫn đầu ông Trump, thắng 44%, sau ông Trump là 40%, cũng có gì lạ hết.
Trung tâm cũng nghe khá nhiều. Một cuộc thăm dò khác mà chúng ta cũng cần phải biết vào trong tuần này, mà cuộc thăm dò này khác với cái đài CNN chúng ta vừa nói, thăm dò sau khi mà tranh cử, sau khi tranh luận xong thì bà Kamala vẫn hơn Trump được 4%. Thì một cuộc thăm dò khác trước cuộc tranh luận, cuộc thăm dò là của tờ New York Times và Siena College, thì cuộc thăm dò này cho thấy rằng cựu tổng thống Trump đang dẫn bà Kamala 1%, 48% so với 47%. Cái này có lẽ quý vị ủng hộ bà Kamala hơi, cảm thấy hơi choáng, nhưng đó là sự thật. Và theo tạp chí Time cùng với hãng thăm dò dư luận Siena College thì nó cái thăm dò nó gây một chấn động là trước cuộc tranh luận thì ông Trump đột ngột vọt lên 48% qua bà Kamala Harris 1% và bà Kamala còn 47%, nhưng mà sau đó thì ngoại trừ tờ Time, New York Times và CNN poll thì các hãng thông tấn khác đều cho rằng bà Kamala ổn định, rất ổn định, thắng ông Trump trước và sau tranh luận với tỷ số giống nhau được 4%. Và cho đến giờ này thì 28% của khán giả thì cho rằng họ muốn biết nhiều hơn về bà Kamala Harris và họ biết về bà Kamala ít quá. Có 28%, gần trên 1/4 dân số Mỹ, cử tri Mỹ, và muốn tìm hiểu thêm về bà Kamala Harris, mặc dù bà phó tổng thống trong thời gian 3 năm rưỡi vừa qua. Và trong khi chỉ có 9% người muốn tìm hiểu thêm về ông Trump mà thôi. Điều cho thấy là về mặt nổi tiếng thì ông Trump nổi tiếng và Kamala Harris. Còn vấn đề mà approval rating như thế nào? Thì theo cái độ tin cậy, độ chấp thuận đó, thì như thế nào? Trước cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 đó, thì cái độ tin cậy thì nghiêng về cũng tương khá giống nhau sau khi tranh luận, không có gì khác biệt lớn, chúng ta không được gặp ở lại tại tại đây. Bây giờ tôi đi qua một vài tiểu bang, từng tiểu bang một để coi tôi tình này nó như thế nào. Quý vị thấy độ gay cấn nó rất là lớn. Trước cuộc tranh luận thì theo cuộc thăm dò của Morning Consult thì cho thấy có sự biến đổi khá to lớn trong sự ủng hộ ứng viên tổng thống trong 14 tiểu bang, với Trump và Harris về trong trong biến động 14 tiểu bang thì có cái tình trạng là Trump và Harris về ở 3 tiểu bang Georgia, Nevada và North Carolina. Một loạt các cuộc và thăm dò khác cũng từ Morning Consult thì cho thấy rằng 14 tiểu bang tới ngày 8 tháng 9 thì cho thấy rằng Harris vẫn lại là dẫn đầu mạnh mẽ nhất ở tại Maryland. Quý vị tin nổi không? Tại Maryland thì bà Kamala dẫn ông Trump tới 32%. Riêng tại Maryland dẫn con số chóng mặt 32%. Và đối với ông Trump là cái lĩnh vực mà mạnh nhất của ông ta và sự dẫn đầu lớn nhất của ông ta là tại Texas, ông dẫn đầu và Kamala đi tới 8% tại địa bàn Texas. Hai tiểu bang mà hiện nay hai người đang hòa nhau là Georgia và Nevada và North Carolina, trong khi Trump chỉ có thắng Florida 2%. Chưa biết rằng Florida hiện nay nó có thể flip, có thể đổi sang dân chủ, bởi vì hiện nay Florida chỉ còn thua ông Trump vô dắt dẫn bà Kamala chỉ 2% thôi, rất là nguy hiểm. Đó là mức nhỏ nhất trong các cuộc thăm dò gần đây, mức sát sao nhất trong các cuộc thăm dò gần đây.
Và tại Arizona, ông Trump thắng bà Kamala Harris 2%. À. Thì tại tiểu bang Arizona, vì từ năm 1950 đến nay, thì cứ 4 năm bầu cử tổng thống một lần, mà chỉ có một lần duy nhất dân chủ chiến thắng. Là đó là thời kỳ của ông Biden. Năm 2020, ông thắng ông Trump tại tiểu bang này với con số cực kỳ mong manh là 0.3%, chưa tới nửa phần trăm, thưa quý vị, rất thấp. Và có thể Arizona cũng có thể bị flip, bởi vì hiện nay ông Trump thắng và Kamala Harris chỉ có 2% mà thôi. Và nhìn lại toàn bộ dân số đó, thì cử tri của ông Trump, ủng hộ ông Trump phần lớn là những người mà đàn ông, cử tri nam giới trên 65 tuổi, hầu hết là cử tri da trắng với trình độ, không có trình độ đại học. Như vậy là ủng hộ viên của Trump là ai? Là người đàn ông trên 65 tuổi và da trắng với khi không có trình độ đại học. Và người ủng hộ bà Kamala Harris là ai? Thì đàn ông tuổi 50 64, đàn ông có độ tuổi 50 64 là ủng hộ viên bà Kamala Harris. Và riêng trên vực này gần đây bà hòa với ông Trump. Còn thế mạnh của bà Kamala Harris nằm ở đâu? Đó cử tri trẻ, cử tri phụ nữ, cử tri da đen. Và cứ đi da đen thì ông hộ bà đó có mạnh rồi. Và riêng cử tri Latino thì bất ngờ, rất bất ngờ. Cái quỹ xuân đang bất ngờ luôn. Là cử tri Latin cho Mỹ đã tới ủng hộ ông Trump hơn và Kamala Harris tới 6%. Trong lúc ông Trump kiểm soát cái vùng nông thôn, cử tri nông thôn là 63%. Và cử tri ngoại ô thành phố và cử tri thành phố thì bà Kamala thắng từ 56 đến 58%. Ở cái vùng đô thị thì bà Kamala thắng 58%, và ngoại ô thì bà Kamala thắng 56%, và tại vùng nhà quê thì bà Kamala thua trong 63%. Cho nên cuộc đua rất là sát sao. Thì chúng ta biết là cái cuộc đua như vậy rất là sát sao. Ai thắng? Theo quý vị, vẫn là do hỏi lớn. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi trong cái chương trình tới, chúng ta với những tin tức mới. Và xin chào quý vị.